Chào các bạn. Trong khi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc rét mướt thì ở Phú Quốc lại thời tiết quả là nắng đẹp vô cùng, không khí trong lành. Thời tiết đủ để làm tất cả chúng ta hưng phấn. Xin các bạn hãy đón ánh nắng của Phú Quốc này.